Đây là sự kiện gì? Và vì sao Sơn Tùng MTP lại xuất hiện ở đây? Hãy khám phá cùng kênh Săn! Từ 20 giờ, hàng trăm bạn trẻ đã háo hức xếp hàng tham gia sự kiện này. Trang Moon, cô nàng DJ nóng bỏng đã khuấy động khán giả thủ đô trong lúc chờ đợi sự xuất hiện của nam ca sĩ này bằng những bản remix cực hot. Giờ, Sơn Tùng MTP xuất hiện lịch lãm bằng những ca khúc quen thuộc, cơn mưa ngang qua và không phải dạng vừa đâu. I'm not afraid to die.